Chào mọi người, hôm nay là ngày 28 tháng 12. Nờ mời mọi người đến với phiên hôm nay. Mấy ngày nay em không có bán hàng, cũng bởi vì không có hàng bán. Khách cũng hỏi là sao không thấy bán hàng. Thì do hàng em bán cũng gần hết rồi. Thì khách hỏi nhiều quá, thì nay mới soạn trong vườn ra được mấy cây. Với lại nhân dịp có hoa nở thì quay cho mọi người xem luôn. Đây là mấy cây xuân nha mọi người, rất là thơm luôn, cực kỳ thơm á. Nở hôm nay này, bói bung này. Cây này xuân bệt nè mọi người, được cây bệt nè không đó, cây này là cây lưỡi đỏ nè đấy, được hai cây nở nè. Cái này là nụ to rồi nó nở sớm nè mọi người thấy không. Thời tiết hôm nay thì lạnh lắm, đông về rồi lạnh lắm mà không có nắng đâu, nhưng mà quay bông hoa nó vẫn bay và nó vẫn căng nè. Mọi người thấy bông này không, cánh rất là đẹp đúng không đó, cánh cực kỳ đẹp luôn nè đó, màu rất là sáng đó. Cánh nó cánh hai cái cánh đài rất là cân đối nè, hai cánh này nè đó. Đây là hai cánh vai này rất là cân đối luôn. À, khuôn thì lưỡi ống nè, lưỡi ống dài mà cong, môi thì tuyết nhẹ rất là đẹp. À, có mắt nha. Cây này là cái bệt nè, đây là bệt nè, nở được bệt nè mọi người. Còn bên này thì lưỡi đỏ thôi, tức là nó đỏ gần như là hết phần lưỡi. Mắt thì tràn viền nha, nhưng mà khuôn rất là đẹp đó mọi người. Nhìn bông hoa mới nở nè, nó vừa mới hé thôi ạ. Đây là vừa mới hé nè. À, hôm nay không có nắng đâu mọi người, mà quay nó vẫn rất là đẹp nha. Đấy, thì trong cái lô xuân này nó sẽ nở được nhiều mỗi kiểu một mặt hoa như vậy. Cái này thì em quay mấy bữa rồi. Chậu bệt này là 200 nha mọi người. Chậu này nè. Chậu này mà bán mấy bữa mà xổ số thì chỉ có 150 thôi. Bữa nay nó bệt thì nó là 200 nha. Đấy. Rồi chậu bệt này là 200 nè, chậu số 1. Chậu số 2 là lưỡi đỏ này nè, 150 nè. Mọi người thích mặt hoa này thì lấy thôi nha. Đó, về là sang năm ngắm thôi chứ giờ cũng không ngắm được. Đó, bông cánh sáp rất là dày, khuôn rất là đẹp nha. Đó, cánh viền nữa chứ, sáp viền rất là rõ. À, chậu số 2 này 150, và các cái chậu nụ nụ to to này bác nào thích lấy về ngắm hoa thì ngắm nha, chắc nó nở trước Tết rồi. Đây cây này chắc là mai mốt gì nở rồi này, thì mọi người ở gần thích lấy thì lấy, hoặc là ở xa chúng ta thích xem bông thì lấy đó. Mấy cái này là 150 một chậu nha. Chậu ở số 3 này cũng 150 nè, chậu 3 này thì nó được tí mấy thân luôn á. Rồi 4 nè 150 nè, 4 là 150 nè, còn mấy chậu bán nốt 5 là cũng 150 nè. Đây là số 5 nha. Rồi 6 nè, đây nụ to này 150, và 7 đây, cây 7 này cũng 150 luôn. Thì đó là em được mấy chậu xuân như vậy đó. Ngắm lại hoa xíu nha mọi người, thơm lắm. Cái khuôn bông bệt nó rất là to nha. Đây mọi người so hai khuôn này, đó cực kỳ là to luôn đó, bông rất là to. Đây quay gần, zoom gần lại nè đó. Thì mọi người thấy cái độ bệt của em nó rất là đậm nha, không phải nhạt đâu. Hàng xuân này quá là đẹp luôn đấy. Rồi đó là hàng xuân nha mọi người. Tiếp tục qua bên này còn những cái chậu lẻ em bán nốt nha. Hôm nay cũng soạn rồi, kiểu gì cũng còn mấy chậu lẻ này. Chậu số 1 này là hàng thân lá ma bó nha. Chậu này nha mọi người, 500 nha. Đấy, nó được mấy thân như thế này nha mọi người. Đây 500 bán nốt luôn. Rồi 3-4 thân nha. Thân lá rất là đẹp nha, lá mít xếp đồng xu mà cái kiểu lá rất là dày này đó mọi người, thấy không, lá nó xếp này, xếp dày đó. À, thân xanh ống đốt vàng nha. Đây thân xanh đốt vàng, lá xếp rất là đẹp. Hàng này thì không biết mặt hoa đó, chưa có hoa đâu mọi người, trồng để chơi thân lá thôi đó. Rồi chậu số 2 là một chậu lộc bắc, ở đây nó sưng nụ hay là sưng kỳ vậy em cũng không biết nè. Đó, sân nụ hay là sân kỳ gì, nhiều bác bảo là sao lộc bắc lại đứng ngọn rồi này kia các kiểu thì bình thường nhá. Đây ví dụ như cây này của em là lộc bắc nè, giờ nó đứng ngọn rồi nè. Đây lá nó chia rất là rõ nét, nó không đi nè. Nhiều khi trồng trái thời tiết hay là do khí hậu như thế nào đó là nó đứng là chuyện bình thường nha, chứ không phải là cây đi ngọn là nhất thiết nó phải đi, mà cây đứng là nó phải đứng nha. Đấy, đây là hàng lộc bắc nè, mà nó lại đứng ngọn rồi, lá chia rất là rõ nét nè. Chậu này 200 nha mọi người. À, chậu này 200. Rồi còn một chậu mười trắng bình quân nha, bông cắm bầu rất là đẹp luôn. Chậu này em bán nốt luôn là 1 triệu nha. Đó, thân lá to này, thân to lá cũng rất là đẹp, thân cực kỳ là tròn mập nù như thế này nha. Dưới này nó mọc lên rất là nhiều mầm này, đó lọc lá đầy luôn đó mọi người. Đấy 1 triệu nha. Chậu này nó có hai thân mà rất là nhiều mầm. Bên này còn một chậu Lâm Bian này, chậu nhỏ này nha, 900 nha. Đó, còn chậu này nè bán 900, vừa mới ra hoa xong rồi mọi người, 900 nha. Còn chậu này đang lên mầm gốc nữa nè, một chậu Lam Bi An duy nhất 900. Cây Lam Bi An này mặt hoa rất đẹp luôn, dễ thương xinh xắn, nó cũng được coi là đặc sản của Lâm Đồng. Ngoài dưa linh trắng ra thì Lam Bi An cũng là một cây rất là đẹp và nở tại Lâm Đồng nha. Đó cây Lam Bi An này. Rồi
Tiếp theo bên này là một cây hải dương nha. Đây, nằm bên chân hải dương mắt mờ rồi. Còn cái thân này thì nó có một thân già này, một thân đầy, và cái mầm gốc này dài cỡ 50 sen nha. Ui, quay hoa mà nó thơm lắm mọi người, mùi dạ hạn nó cái thoang thoảng cực kỳ là thơm luôn. Gió nó đưa hương qua nữa, nghe rất là thơm. Chỗ này 3 triệu nha mọi người. Đấy, 3 triệu còn là bán nốt đấy. Chứ hôm bữa là bán mấy em cũng không nhớ đâu. Đó, còn là bán luôn. Chứ mai mốt Tết về là về em cũng không có chăm được á. Đó, kiểu nó như vậy cho nên là bán. Rồi, đây 3 triệu 50 sen nha, rất là đẹp. Rồi, một chậu phượng hoàng lửa nè. Chậu này thì thân nó nhỏ nhỏ, teo teo và lại nha. Đó, thân nó nhỏ nhỏ như thế này. Bán nốt luôn 1 triệu nha. Đó, thân nó như vậy nha. Đây, bán nốt luôn 1 triệu. Đây, đây nha mọi người. Mấy cái chứ em bán 1,5 triệu thì nó phải được 40-50 sen á. Còn thân này thì nó cỡ được 20-25 thôi. Đó nha, 20-25 sen cỡ đây thôi. Đó nha mọi người. Thì đây là cái mấy chậu lẻ còn. Và cuối cùng là em có mấy cái combo nha mọi người. Combo thì em bán là 600 nha, 600 cho 5 chậu. Thì tính ra là 120 một chậu thôi đấy. Chứ còn bình thường là bán ví dụ một chậu củ chi và một chậu gái nhãi là 400 rồi nè. Thì hai cái này chỉ có ba chậu này chỉ có 200 thôi. Đó, kiểu như vậy. Gộp vô thì nó sẽ có giá rẻ. Thứ nhất là một chậu ở Mai Bó nè mọi người. Mặt hoa cũng rất là đẹp, cánh sáng, khuôn tim rất là đặc trưng của vùng Mai Bó này. Thứ hai là chậu lục bắc này, còn một chậu lục bắc này nè. Rồi một cây gái nhảy nè. Cây này thì nó hư cái cây này rồi, nhưng mà nguồn gốc rồi chắc là vẫn còn nè, rễ nó vẫn không bám đây nha. Đấy, gái nhảy nè. Thứ ba là cây mũi trắng thắt bay nha. Đấy, mũi trắng lửa đỏ thắt bay nè. Hai chậu này nó có hai thân như thế này. Rồi một chậu củ chi nè, đây là củ chi nha. Thì bình thường củ chi này bán là 200 đó mọi người. À, 200. Rồi combo số 1 nha, 600. Số 2 tiếp tục em có một chậu gái nhảy nè. Đây nha, chậu gái nhảy nha. Ngọn nó hư rồi nha, nó không có đi ngọn nữa, nó đứng rồi. Số 2 là cũng là một chậu ám ma bó này. À, một chậu ám ma bó. Số 3 là chậu Hà Tĩnh nè. Hà Tĩnh thì rất là đẹp, thân đồ lá rất là đẹp. Rồi tiếp tục vẫn là chậu mũi trắng nha. Đấy, mũi trắng thắt bay nè. À, thân dài như thế này, nó có mấy cái kỳ nó đang ra mầm nè. Và thứ năm là chậu Minh An nha, bệt Minh An nha. À, bệt siêu đậm đấy. Rồi thì đây là combo số 2 600. Combo số 3 tiếp tục em có một hồng bi phượng hoàng lửa nha. Một hồng bi phượng hoàng lửa nè. Một cây Hà Tĩnh nè. À, cây Hà Tĩnh nha. Rồi một cây trắng nè, trắng tuyền nha. Cây trắng tuyền, cây này hàng rừng sổ ra mọi người. Đó, trắng tuyền nè. Rồi một cây gái nhảy luôn nha. Đây cây gái nhảy lớn nè, đẹp. Và một cây củ chi nha. Thì đây là combo số 4 nha, cũng là 600. Đó. Rồi và cuối cùng là combo số 5 thì em có một chậu mắc nai nha. Đó, một chậu mắc nai nè, một chậu trắng nè, trắng tuyền tiếp nè. Rồi một chậu năm cánh xanh Phú Thọ nè, thì nó có 2 cây luôn, năm cánh xanh Phú Thọ. Một chậu dưa linh trắng nè và một chậu Hà Tĩnh nha. Đấy, em cứ gom gom được cái gì là em lên đó. Rồi đó, nó còn chừng này hàng nha mọi người. Rồi mọi người mua gì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em nha. Xin chào, chúc mọi người thật là nhiều niềm vui nha.